Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger phiên bản XLS 2.2, số tự động một cầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chiếc xe này là màu xám này, phiên bản số tự động một cầu. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm rất là nhiều đồ các bạn nhé. Bên ngoài thì quý bạn thấy đấy, đã có vai thể thao, nắp thùng thấp. Và bên trong thì đã có màn hình Android, camera lùi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2016 số tự động một cầu này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nhìn về phần đầu thì quý bạn thấy đây ạ, xe rất là đẹp này, và đã được chủ xe độ lên bộ đèn bi xenon này. Độ đèn bi xenon rất đẹp luôn các bạn nhá, và rất là sáng đấy ạ. Đấy, nhìn về phần đầu. Dàn lốp thì còn rất là dày các bạn này. Lăn bánh được hơn 8 vạn rồi các bạn nhé. Dàn lốp thì còn rất dày luôn. Đấy, rất đẹp. Nhìn về đằng sau thì bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được chủ xe độ lên vai thể thao này, nắp thùng thấp này, cụm đèn này, được lắp bảo vệ này, trang trí này. Đấy, phiên bản này là phiên bản này XLS số tự động một cầu các bạn nhé. Chủ xe độ thêm màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi, lốp sơ cua. Và đây là những cái phần gầm này, phần gầm rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này là chúng tôi cũng vừa mới mua về, còn chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn ạ. Chưa dọn dẹp gì các bạn nhé. Đấy, phần gầm này rất là đẹp luôn. Phiên bản này là phiên bản 2.2, số tự động máy dầu các bạn nhé. Toàn bộ nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài rất là đẹp rồi các bạn thấy đấy ạ. Đấy, dàn lốp này rất là mới luôn này. Chiếc xe chưa có dọn dẹp gì các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Toàn bộ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, vô lăng. Đây, đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe lăn bánh được 8 vạn 6 km rồi các bạn nhé. Vô lăng, cruise control này, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Và trần xe thì đã được chủ xe bọc ni lông rất là cẩn thận, cho nên là phần nỉ rất là mới luôn các bạn nhé. Nội thất, ghế da đã bọc sẵn rồi. Nguyên bản của những dòng xe này là ghế nỉ thôi, chủ xe đã bọc ghế da này, lót sàn này. Đấy, toàn bộ này, ốc còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn rồi. Đấy, rất là đẹp. Đầy đủ các option mà chủ xe đã lắp thêm, cũng như là nhà sản xuất đã trang bị cho chiếc Ford Ranger XLS 2.2 này các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Nội thất thì những cái phần nỉ trần này đã được bọc ni lông rồi này. Ghế da này, đấy, rất đẹp luôn. Vai thể thao, nắp thùng, nắp thùng này là nắp thùng thấp nhé. Mở hộ anh cái. Đấy, nắp thùng này. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe bán tải Ford Ranger phiên bản XLS số tự động một cầu. Toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là đẹp luôn này. Keo chỉ nguyên bản này, táp bi cánh cửa,
Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ này, tắp bi này, ốc bản lề này, rất là mới luôn các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan, sản xuất năm 2016. Đây là số VIN. Màn hình Android sẵn mà chủ xe đã trang bị này. Camera lùi, camera hành trình. Đấy, đầy đủ rồi. Đấy, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc XLS 2016 này là một cái khối động cơ diesel với dung tích 2.2 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé. Đấy, và động cơ diesel thì quý bạn cũng đã biết rồi ạ, rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ khoảng 8 lít dầu cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Đấy, và ở cái động cơ này là còn nguyên bản các bạn nhé, chúng tôi cam kết là động cơ nguyên bản này. Đấy, toàn bộ từ ốc cabo này. Đấy, bạn xem này, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bạn nhá, mới lăn bánh có hơn 8 vạn km thôi các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Ranger XLS số tự động một cầu, sản xuất năm 2016, lăn bánh được hơn 8 vạn km các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2016 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.